phi. Thì các bạn bún gạo này các bạn nhớ là các bạn chỉ ngâm trong 5 phút thôi, các bạn vớt ra cho cô ha. Vì nếu mình để lâu quá nó nhũn cái này luôn. Và nước phải thiệt sôi cho cô tí xíu muối vào đây. Và chúng ta sẽ cho vào đây khoảng một quả dầu đó các bạn, với liều lượng khoảng 5 đến 6 lít nước. Và nhớ mình cần nước nó phải nhiều hơn cái mặt bún nha. Và khi nước thiệt sôi như vậy các bạn thả vào và các bạn chỉ cần trong vòng khoảng 20 đến 30 giây xong vớt ra liền. Và phải xả qua nước lạnh vừa đủ còn độ nóng, chứ các bạn không có để cho các bạn xả nước lạnh đến mũi ngắt lỏng được ha. Để mà còn độ nóng thì mình trộn cái dầu tỏi vào nó sẽ trộn đều nó mũi ngắt các bạn nha. Rồi cho vào đây các bạn cùng ít thôi nhưng mà cũng nhiều ha. Rồi bây giờ cô sẽ cho hết cái phần này. Đây là cái cách mà chúng ta làm bún gạo Singapore như vậy luôn nha các bạn. Để làm gì wow. Mình có cái gạo bún này rồi thì mình sẽ trộn với lại các cái gia vị sẵn mà người ta sẽ xào những cái đồ bổ ở ngoài thì mình sẽ tùy người ta sắc sợ sau đó người ta mới thả vào một cái trộn cái phần thôi. Thì ăn này ăn sau khi ăn xưa thấm gia vị rồi thì trộn rất là nhanh. Nhớ có cái cách mà chúng ta làm mì hay là cái gì vậy, là cái cách các bạn làm là như vậy. Rồi xả lại cho cô nước lạnh.